Hai, welcome back to my channel. Start screen không? Hold it low. Okay, let's go. Sẽ ra phòng bếp. Thank you.
không? Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Granny Chat The Chill. One Day. Oh my gosh. Ta đi khá là nhanh. Không kịp rồi. Oh my god, đi luôn. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ 3. Forest Monster. Trong cái game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm đầu tiên, đó chính là chiếc máy ảnh camera. Thank you.
Trở về đây thôi. Đó là sẽ quay trở về chiếc xe. Let's go. Tiếp tục nào, Slender 2. Yeah, let's go. Ở trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 7 con ma. Săn lùng tìm kiếm phát hiện 7 con ma này trong map bản đồ của Slender Man. Đây là một nơi băng giá và một nơi hoàn toàn không có người ở. Cũng không hiểu sao mình lại sinh ra trong này. Và khi đó thì các bạn sẽ phải đi săn lùng ma. Nếu như ngoài đời thì không bao giờ mình đi đâu đâu. Mình sẽ trốn một chỗ và gọi cứu thương, cứu trợ. Nhưng mà riêng trong game này thì các bạn sẽ phải đi, phải tìm kiếm. Khi đó thì các bạn mới hoàn thành cái tựa này. Rất nhiều cây cổ thụ. Những cây cổ thụ lâu năm rồi. Gần đây có một con ma. Ok. Đây rồi, xem có thoát không. One. Con ma thứ hai. Đó, và cứ như thế các bạn sẽ đi tìm con ma thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Thì đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này và thoát khỏi đây. Càng tìm nhiều con ma thì ông Slenderman, ông ta sẽ càng đi nhanh. Và khi đó thì ông ta sẽ càng tìm và bắt các bạn. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5, Slenderia Asylum. Let's go. Trong game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 tờ giấy. Có thể được gắn xung quanh đâu đó quanh đây. Rất nhiều là cánh cửa không có chìa khóa để mở ra. Mẫu giấy thứ 3.
đó, khi tìm hết ở bên ngoài, sau đó thì mình sẽ đi vào rìa trong tìm kiếm tiếp và tìm những chiếc chìa khóa để mở những cánh cửa ở rìa bên ngoài này. Ok, tiến vào rìa trong nào. Giấy thứ 6 đó, và như thế các bạn sẽ đi tìm, khi đủ 8 màu giấy các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và ấn vào cánh cửa và thoát ra. Cuối cùng thì các bạn sẽ thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderman. Rồi ok, và tới game tiếp theo, Chris. Let's go. Grandi Chetuan. One day.
Đi thôi. Bộ ta lên được mình không? Oh my god, wow wow wow. Đúng ngay cái thành cửa mà mình đã vừa mở ra. Oh my god. Ok, và tựa game cuối cùng, Stay Win. Ok, rất nhẹ nhàng là. Oh my god. Oh my god. Mất 1/3 cái máu luôn. Ở đây khi hết tất cả các máu thì lúc đó các bạn sẽ bị game over. Oh my god. Oh my god. Whoa.